Được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ khoa du học của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương rất vui mừng được chúc mừng em Bảo Hiếu vừa nhận được visa du học Mỹ. À, chào Hiếu. Em có thể chia sẻ là cái cảm giác của em khi mà nhận được tin là mình có visa du học Mỹ thì như thế nào? Dạ, khi mà em nhận được visa thì em thấy rất là vui. Nói chung là cái cảm giác nó cũng khó nói lắm. Vui quá. Dạ. Và em có thể chia sẻ với các bạn là lý do tại sao em chọn Mỹ để du học? Dạ, thì thứ nhất là tại vì em có gia đình ở Mỹ. Và thứ hai là cái bằng đại học ở Mỹ thì nó có giá trị. Dạ. Em có người thân bên Mỹ gì? Qua đó em có ở chung với người thân không? Dạ không, qua đó em ở ký túc xá. Vậy trường mà em chọn bên Mỹ là trường gì ha? Dạ, em chọn trường University of Kansas. Tại vì em học ngành dầu khí và cái trường này thì nó có chương trình đào tạo dầu khí nằm trong top 15 của Mỹ. Chị thế thì cũng được biết là em được nhận học bổng của trường và em có thể chia sẻ cho các bạn một chút xíu về cái học bổng này. Dạ thì cái trường đại học này nó cho học bổng 20% đối với học sinh xuất sắc của cái chương trình trung học phổ thông. Khi mà nghe tin là em được nhận học bổng thì em có thấy vui không? Dạ, dạ cũng vui tại vì mình có thêm một cái lý do để nói với lãnh sự quán là mình được cấp học bổng đó thì người ta sẽ dễ cho mình cái visa. Cái cảm nhận của em khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Dạ thì mấy anh chị thì rất là nhiệt tình. Đặc biệt là cái chị Thúy là chị làm hồ sơ cho em. Dạ, thì chị thì cũng suốt ngày gọi điện thoại cho em hỏi em về cái hồ sơ như thế nào. Rồi lúc mà em vừa phỏng vấn về thì chị cũng gọi chị hỏi. Nói chung là anh chị ở Tân Đại Dương rất là nhiệt tình. Qua đó thì em biết đến Tân Đại Dương? Dạ thì qua trên mạng cũng có nói về cái công ty Tân Đại Dương. Là lúc đầu thì em cũng tìm những cái tổ chức nào mà hướng dẫn làm hồ sơ du học uy tín, thì trên mạng người ta cũng nói là Tân Đại Dương có uy tín nên em chọn Tân Đại Dương. Em sở thích của em là gì, có thể chia sẻ với các bạn? Dạ, sở thích của em là thì bình thường thời gian rảnh thì em hay nghe nhạc rồi xem phim. Cái ngành học của em là ngành dầu khí. Dạ. Và ước mơ trong tương lai của em chắc hẳn là kỹ sư dầu khí. Cảm ơn những chia sẻ của Hiếu và chị thay mặt cho công ty Tân Đại Dương thì chúc em là qua Mỹ sẽ học tập thật tốt và khi nào có cơ hội về Việt Nam thì nhớ ghé công ty thăm các anh chị ở đây nha. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại.